bạn cắt lên. Và mình đã xong một bông hoa. Tương tự như vậy, các bạn sẽ móc thêm cho mình 3 bông nữa nhé. Và ở đây mình đã móc được 3 bông hoa rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc sang phần lá nhé. Phần lá các bạn sẽ móc như sau. Các bạn lên cho mình là 28 mũi bính. Tạo một nút thắt. Sau đó lên 28 mũi bính. Và sau đó các bạn sẽ dùng một đoạn kẽm nhé. Các bạn sẽ sử dụng một đoạn kẽm để nẹp nó vào cái phần lá này cho nó cứng. Các bạn sẽ vừa móc vừa nẹp nhé. Đầu tiên các bạn sẽ quay lại móc vào chân thứ hai này cho mình là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi nửa kép. Mười tám chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đơn. Bốn chân tiếp theo mỗi chân là một mũi nửa kép. Hai. Bốn. Hai chân tiếp theo mỗi chân là một mũi đơn. Chân cuối cùng là 3 mũi đơn chung một chân. Và mình đã xong một bên dây bính. Tương tự, các bạn sẽ móc sang bên dây bính đối diện nhé. Móc sang bên dây bính đối diện, các bạn sẽ móc
tương ứng giống với cái phần dây bính vừa rồi các bạn đã vừa móc. Sang đây này, các bạn móc đầu tiên cho mình là một mũi đơn. Thêm một mũi đơn nữa. Tiếp theo là 4 mũi nửa kép.